Ok, chào mọi người nhé. Chào tất cả anh em đam mê câu cá nha. Hôm nay là em lên cho anh em là 7 con máy. Rồi, trong đó có hai con máy lure ghe, một con máy 5.000 và bốn con máy đánh châu bò. Rồi để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Ok, đây máy thứ nhất nè. Máy thứ nhất là con từ Win 2500. Hoạt động bao mượt nha. Ngoại hình chắc còn tầm 93%. Mở bị sống. Nó cực ok. Ta quay đôi. Xe 2500 cổ Nhật nha. Đây. Hàng này chua. Hàng này chiên lô ra hoạt động ok, im mực ok, có khi là copy. Đây, đây là một mặt đạn nha. Động im mực. Giá công khai con này là 2 triệu nha anh em. Giá công khai máy này là 2 triệu. Chiên lô ghe nha. Câu cảm giác, câu chắc. Đây, con máy số 2 em lên là con Billmaster nha. Billmaster 2500. Đây, đời này là đời 2009. Con đời sản xuất cuối cùng của Shimano Billmaster ở Nhật nha. Đây, mà con này sẽ ở Nhật. Sau đời này là nó sản xuất ở Malaysia cho giảm giá thành sản xuất thôi. Đây, hoạt động êm mượt. Hàng này chiên đua ra nha. Câu cảm giác, câu cá chê, cá ISO đều được. Cói này là cói sâu nha. Quyền thì nó quyền làm diện lệch ra một bên cho nó ra dây cước nhanh nha. Đây. Ta quay dẫn. Đây, hoạt động ok. Này có chống chống ngã nha. Giá con này em đang công khai giá là 2 triệu 3. Biomaster 2000 2500. Đời con này là 2009. Ok. Ok, để em lên con số 3 nha. Đây là con tờ Win 5.000. Hàng này chuyên đánh cha, đánh ngát, đánh chê. Đây, tờ Win 5.000 ngoại hình cầm khoảng 95%. Đây, trong đây nó bị xước một tí, chóc sơn thôi, không gì, không ảnh hưởng gì máy hết. Đây, tờ Win 5.000, đời này đời 2.000 nha. Đây, hoạt động bao mượt. Đây KBS. Tay quay cái mặt bạn. Đổi trái phải bình thường nha anh em. Không cần thay cốt tay quay luôn. Đây tay quay là tay quay dặn luôn nha anh em. Hàng con này em công khai là 2 triệu 8 nha. 2 triệu 8 Biomaster lồng xi. Từ Win 5000. Có mặt đạn ở đầu nha. Một bên sống. Em sẽ để thông số máy cân nặng dòng tua ở bên đây. Bên đây thì em để số điện thoại. Ok.
theo là con Shimano Abasac 7000 nha. Xây này xây tầm 10000. Hàng này đánh bạo lực là bao bạo mượt. Ngoại hình tầm khoảng 95% nha. Đây thông số cước. Cước 10 được 220 m. Trong qua cước. Hàng của Nhật nhanh em. Hàng Shimano. Máy sử dụng 3 chức năng nha. Đây phá bộ bình chết, xả bộ bình đầu. Theo anh em nó là xả nhanh đó. Đây, bộ bình đuôi. Đây, xả bộ bình đuôi. Đang động bao mực nha. Giá con này em đang bán là 2 triệu nha anh em. 2 triệu dòng tua là 3.1.3. Máy sử dụng 3 mặt đạn nha. Đây, Japan. Cốt thì cốt trợ lực. Đây. Con ốc còn xin hết nguyên máy nha. Đây. Con máy số 5 em lên là con Dawas nha, Miromax Dawas 9000. Hàng có kim loại nha anh em. Bobin, bobin đuôi chuột luôn. Vẫn có chức năng phá bobin sống. Đây. Hoạt động ok. Có phá âm nữa nha anh em. Đây. Ok. Hoạt động bao mượt nha. Ngoại hình con này tầm khoảng 95%, ở lòng 93%. Hoạt động bao mượt, không rung lắc. Máy sử dụng 3 mặt đạn nha, dùng tô là 3.1.3. Hàng của Nhật nha anh em. Đây đại quà. Cá trống gói cước nha. Máy này chiên cho anh em đi đánh bông lau nha. Bông lau, cá trà, cảo hàng. Đây, máy cá trống gói cước con lăn quẳng lăn. Ok, đếm vô con số 6 nha. Con số 6 là con Shimano Carbonix ES9000. Xe này tầm 15000 nha. Đây, cũng xả mô bên chuột nha anh em. Đây, cốc phá mô bên chết 2 triệu. Tắt âm. Hoạt động thì bao mượt rồi, không còn gì phải bàn nữa. Đây. Hàng này chuyên cho anh em đi câu bông lau nha, cảo hàng nha. Máy này xe tầm 15000. Cước 14 vô được 200 m, xe tầm 15000. Máy chạy 3 mặt đạn. Cối thì là cối carbon 100% nha. Đây, carbon quăng luôn. Máy này hai cối cho anh em nha. Đây, cối carbon anh em nhìn là biết liền. Đây, các bên đụng nhau giống như là kim loại vậy. Đấy. Giá công khai là 2.5 triệu nha anh em. 2.5 triệu cho máy cảo hàng. Con lăn thì là con lăn bằng sứ. Con lăn đặc biệt là con lăn bằng sứ. Ăn mòn rất là kém nha. Con lăn quẳng lăn. Nó động bao mượt. Hàng Shimano của Nhật.
Ok, con máy cuối cùng của em là con máy tay thắng nha. Máy tay thắng của Đài Hòa. Mua bên sóng. Hoạt động ok. Em mà không rung lắc. Sử dụng cốt là cốt trợ lực nha anh em. Máy mắc tem hai bên. Đài Hòa Adat. Đài Hòa Adat 5000 LB. Dòng Adat này là dòng cối bằng thau nha. Ở lòng nhau bằng thau nha, nó hoạt động ok, không rung lắc. Đây nè, mô bên sóng nha anh em. Hàng của Nhật, giá con này công khai là 800k nha. Hàng Đài Hòa Adat 5000 LB, xe này xe tầm 10.000, hoạt động ok, êm mượt.